Lam châm đen sử dụng lắp vào đít loa, các loại loa thùng. Ở đây thì là lam châm kích thước có đường kính ngoài là 140 và lỗ trong này là đường kính trong là 70 và có độ dày là 20 mm. Kích thước được tính bằng mm hết. Chúng ta có thể lắp thay thế những cái lam châm mới này vào đít loa để giúp tăng từ tính, giúp sẽ chúng ta có thể là cái âm thanh nó sẽ được nghe được tốt hơn, nghe ấm hơn, và là cái âm thanh nó sẽ được cải thiện. Vì những cái dòng loa thì sử dụng lâu ngày cái lam châm này nó có thể là bị yếu đi, thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ bị kém đi. Hoặc là cái lam châm này chúng ta có thể sử dụng để lọc sắt. Cũng có thể sử dụng để lọc sắt những cái nguyên liệu tạp chất có lẫn sắt, thì các bạn cũng có thể sử dụng những dòng lam châm này để chúng ta có thể lọc được. Đây là lam châm phim 140, lực hút của nó đây. Đi đến tầm này là bắt đầu hút. Lực hút của nó cũng khá rất là mạnh. Lam châm đen phim 140 mini.